Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay á mình cũng tiếp tục quay cho bà con xem về cái mô hình ghép cải tạo từ bơ thường ghép thành bơ bút mà chúng ta không cần phải trồng lại thế nào. Thì đây là toàn bộ những cây bơ mà bên trái cây thương mùa lắc ghép cho bà con nông dân. Sau một tháng bây giờ đi kiểm tra lại những cái cây nào nó sống và chưa không sống á, chúng ta sẽ ghép tiến hành ghép bổ sung. Thì hôm qua clip này á bà con cứ xem đi, và mình nói sơ về một số cái phương án của bà con nông dân chúng ta khi trồng bơ nhầm giống nha. Thì đây là những cái chồi mình quay cho bà con xem về. Thứ nhất đó là kiểm tra tình hình mức độ sống của nó là bao nhiêu phần trăm. Thì hầu như sống, tỷ lệ sống ở đây là 80-90%. Là bên trái cây mùa ghép sống hết. Thì có một số chồi nó hơi yếu thôi. Thì đây đi kiểm tra, nếu mà chồi nào yếu lại thì sẽ ghép lại để cho nó phục hồi nhanh đó. Thì hầu như bà con mình đấy nè, nếu mà phương án mà ghép bơ như thế này á, thì mình khẳng định một năm sau là những cái nhánh này nó sẽ ra bông và ra trái hết. Nên bà con chúng ta đừng có buồn nha. Nếu một số người chúng ta mua nhầm giống á, mua ở hội chợ hay mua ở một số vườn cây giống mà nó không được tốt á, chúng ta trồng lộn giống không phải bút hay là ra bơ thường, bơ ghép vậy á, thì với cái clip này mình cũng quay mà nói với bà con á, thì cái gì nó cũng lỡ rồi thì bà con cứ cưa cho mình. Nó là cái việc cưa nó có nhiều phương án. Thì với cái bơ này, vườn của chú Lộc thì chú trồng mới có 1-2 năm thôi, thì nói chung nhầm giống. Thì cái việc mà nhầm giống thì bà con chúng ta không ai muốn hết. Thì cái đó là mình nói, vì bà con đã lỡ rồi thì mình nói luôn cho bà con để có phương án khắc phục nha. Thì một số bà con chúng ta kêu theo nhổ trồng, thì bà con đừng có nhổ, bà con cứ để im cho mình và mình hướng dẫn cho bà con những cách ghép. Thì hầu như những cách ghép này mình cũng hôm trước này cũng không có rảnh để quay cho bà con xem về clip mà cách cưa và ghép như thế nào. Thì để dịp khác, khi nào có vườn mình sẽ quay hướng, thì khi nào mình sẽ quay cho bà con xem trực tiếp về cách mà ghép luôn. Thì vườn này mình chỉ quay lại kiểm tra, vì mỗi vườn mình sẽ quay bà con lại để bà con xem được những cái kỹ thuật, những cái về vấn đề về cây bơ bút, cây bơ thường và những cái biện pháp phòng chữa bệnh trên cây bơ. Thì đây là toàn bộ mình đi quay kiểm tra bà con xem đó, những cây nào đều nước bọt hết trong một tháng á. Thì đây kiểm tra, thì mình khuyên bà con á, với vấn đề mà kỹ thuật ghép á, thì bà con chọn những cái chồi cho mình nó có nụ á, thì tỷ lệ nó sống rất là nhanh. Thứ nhất là cái nụ đó nó sẽ thành cái chồi luôn, nảy mầm rất là nhanh. Và cái thứ hai nữa, cái điều kiện mà bà hỏi bà con quấn á, thì bà con nên quấn cho mình được kỹ nha. Cái máy ghép á, người ta quấn cho kỹ, cho khít nha, thì nó không, thứ nhất á là nước nó không vào được, sẽ không gây tình trạng mà thối. Thối, thứ hai là nấm thì nó sẽ gây tình trạng là thối của cái vết ghép đó, giữa hai cái mắt góc ghép và cái ngọn ghép. Thì bà con quấn chặt cho mình. Khi quấn chặt thì mình khẳng định với bà con á, đúng kỹ thuật và chiều dài của vết vác và vết trẻ thì nó sẽ sống hầu như là 100% luôn, chứ không phải là 90%. Vì so với cây, tất cả cây trồng á, cây sầu riêng là cây khó nhất rồi, mình không nói, nhưng mà với cây bơ á, nó rất là dễ. Bà con chỉ cần chọn chồi ghép và quấn cho mình kỹ thì nó sẽ sống hết. Thì toàn bộ những cái cây này á, mình sẽ đi quay từng cây, từng gốc cho bà con xem. Thì cái vườn này cũng rất là nhiều, hầu như là gần 100 gốc là chú trồng phải bơ thường nên là ghép toàn bộ hết. Thì trong này cũng đạt gần tới 300 gốc và trong đó có 200 gốc là bơ bút. Thì năm nay mình sẽ quay cái vườn này cho bà con xem về cái vấn đề mà đào hoa, đào nụ, đậu trái như thế nào. Thì vườn này mình quay là cái vấn đề là ghép cải tạo nha, ghép cải tạo về bơ, nên bà con cứ xem theo dõi clip mình quay cho bà con xem. Thì quay lại cái vấn đề hồi nãy mình nói với bà con là bà con mua nhầm giống đó, thì bà con cứ ghép đi nha. Tùy vào cây nha, có những cây nó cao 3-4 mét thì bà con khi mà cưa thì bà con cưa sát vào để tiện cho cái việc mình ghép, không cần cưa sát quá đâu, cưa sát vào còn cánh tay như những cái bơ mình quay và con xem á là con ghép. Và cái lưu ý mình nhắc này nha, khi mà cái chồi cái ra thì bà con lấy cây nẹp lại cho mình nha, vì cái vấn đề nó ra, thứ nhất ảnh hưởng của gió mưa, nếu mà gió mưa lớn á thì nó gây gãy và tước cành nó luôn. Thì cái việc gãy và tước cành nó thì chúng ta không nẹp lại thì chúng ta mắc lại đi ghép lại rất là vất vả, nên mình khuyên bà con là phải ghép luôn cho mình nha. Bà con phải quấn dây và nẹp lại cái cành khi nó lớn, lớn già luôn đi, thì lúc đó là cái vết liền giữa cái ngọn và cái thân nó liền nhau đó, thì lúc đó nó mới hiệu quả và chúng ta có thể gỡ được cái cây ghép đó ra. Còn bà con chúng ta mà cứ chủ quan cho nó liền rồi không sao đó, thì lúc đó gió nó quật tước đi thì bà cũng tiếc. Thì một lần ghép nó đi nó mất rất là nhiều thời gian, tới 2-3 tháng nó mới nứt lên một cái chồi đó,
Tự nhiên có một cơn mưa hay là cơn gió gì lớn á, giông á, mà làm gãy cái đó thì bà con ta thất rất là mệt. Thì một lần nữa qua clip này mình chỉ quay cho bà con xem về cái tình hình mà ghép cải tạo của vườn bơ bút, từ bơ thường sang bơ bút. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh, thì mọi thắc mắc gì bà con cứ gọi số điện thoại dưới, mình sẽ tư vấn cụ thể hơn về cái vấn đề này. Xin cảm ơn bà con ạ.